Ngày 3 tháng 2, nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đã đến vấn an sức khỏe, chúc Tết Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tại Chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thăm chúc Tết Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự tại Văn phòng 2 Trung ương, Thiền viện Quảng Đức. Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai do Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn còn có Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh do Thượng tọa Thích Chí Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh tháp tùng đoàn làm Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long do Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn. Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Phó trưởng ban Trị sự đặc trách Phật giáo Nam Tông Khmer cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Tại chùa Minh Đạo, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành dâng lời khánh tuế, thành kính đảnh lễ và khánh chúc Đức trưởng lão Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự bước sang năm mới Tân Sửu, pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu để mãi là bậc Tùng Lâm Thạch Trụ, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển. Tại đây, Chư Tôn Đức đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành cũng đã báo cáo sơ lược về những thành tựu Phật sự trong năm qua của Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, đồng thời cũng trình bày phương hướng hoạt động Phật sự trong năm 2021. Đáp lời, Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, tán thán và bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự nổi bật của Phật giáo các tỉnh trong năm 2020. Bước sang năm mới Tân Sửu 2021, trưởng lão Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử các tỉnh thành luôn an vui trong chánh pháp, tinh tấn tu học, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển vững mạnh, kế thừa xuất sắc truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức, tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Hòa Thượng Thích Huệ Chí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương. Tại đây, đại diện Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành cũng gửi lời chúc sức khỏe, Phật sự hanh thông đến Chư Tôn Đức lãnh đạo. Đồng thời, Chư Tôn Đức Phật giáo các tỉnh thành cũng báo cáo đôi nét về những hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà trong năm 2020. Tuy năm qua, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của các tự viện, tăng ni và Phật tử, nhưng nhờ sự quan tâm của Chư Tôn Đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các công tác Phật sự của các tỉnh thành cũng đạt được nhiều thành tựu. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thiện Thống gửi lời chúc đến Chư Tôn Đức trong Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành cùng toàn thể tăng ni Phật tử được hưởng một mùa xuân Tân Sửu vô lượng an lạc, luôn sống trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, thành tựu nhiều Phật sự hơn nữa trong năm 2021 để tô điểm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày thêm tươi đẹp. Sáng cùng ngày, Đoàn Cục An ninh Nội địa Bộ Công an do Thượng tá Phạm Thanh Tuấn, Phó trưởng phòng Cục An ninh Nội địa làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tại Chùa Minh Đạo và Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại Thiền viện Quảng Đức. Tại buổi thăm, Thượng tá Phạm Thanh Tuấn vấn an và kính chúc Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô giao và trí tuệ luôn sáng suốt để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như hướng dẫn tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cầu Phật gia hộ cho Thượng tá trưởng đoàn, các thành viên trong đoàn luôn thân khỏe tâm an, năm mới mà công việc được hanh thông, vạn sự như ý, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.